Đây là những đàn cá khứa nhất ngoài đại. Chị không biết là chị úp gì. Tự nhiên nó tới gần cái sau đó gọi nó tới gần cái sau đó chân nó chạm. Không biết là sao. Sao cá là dịp lép vậy? Đàn cá bị lép vậy, đỏ rồi. Hình như đâu phải cá câu vậy đâu đúng không? Mẹ mẹ có cá. Cá coi, cá chép á. Coi thé, cá coi thé. Tào lao, coi thé là cà sữa không ơi. Xe ra. Cái chùa mà như cái hội sinh thái. Chăm cái vô. Ủ mắt gì. Cái hồi này không có cái gì hết trơn. Hồi này có cái gì vậy? Theo bà hồi này có cái gì? Con gì dưới nè. Con nào nọc đó. Tào lao. Mà nói vị trí mà là gì? Đây hết luôn rồi. Nào nọc. Đen vậy con gì giống nào nọc màu trắng. Im đi. Ồ, cá nè. Như